Bên bạn là có nhiều hóa đơn chứng từ không? Bên mình hóa đơn chủ yếu là tiền thuốc nhiều thôi, một tháng tiền thuốc thì hơn 1 tỷ. Ừ. Còn lại thì mấy cái xét nghiệm với lại văn phòng thực phẩm. Ừ. Chủ yếu là bên xét nghiệm thì có ít quang rồi đấy. Ừ. Thế là như vậy là bên bạn là có 2 lĩnh vực đấy. Một là về dịch vụ, tức là các cái dịch vụ, 8 cái dịch vụ này. Hai là thương mại là gì bạn biết không? Tức là mình mua thuốc về mình bán đi đấy. Đúng rồi, chính xác. Thế nên là mình có 2 loại như thế. Một cái đối với thuốc thì nó lại chia thành 2 loại. Một là cái thuốc phục vụ cho quá trình làm những cái dịch vụ này. Ví dụ siêu âm thì cũng phải cần thuốc, đúng không? Đúng rồi. Xét nghiệm thì cũng cần phải thuốc, ví dụ như thế, đúng không? Thì đấy, lúc đấy thuốc đấy nó phải là nguyên vật liệu, hiểu chưa? Ừ. Còn những cái thuốc uống hoặc là những cái thuốc mà mình kê đơn ấy, sau khi xét nghiệm xong hoặc là khám xong ấy, thì lúc đó nó sẽ là hàng hóa, đúng chưa? Đấy, thế là mình cần phải phân biệt ra được như thế. Thế nên là trên cái hệ thống tài khoản của bạn đây này, bạn cũng phải cần phân biệt được. Bởi vì sau này khi mà quyết toán thuế, cơ quan thuế sẽ hỏi bạn doanh thu sẽ phải tương ứng với chi phí. Chi phí ở đây là gì? Nó chính là giá vốn, đúng không? Ví dụ như 511 là hàng hóa thì phải tương ứng với lại giá vốn hàng bán, đúng chưa? Đấy, còn doanh thu dịch vụ thì phải tương ứng với giá vốn dịch vụ. Mà trong khi đó cái giá vốn này ấy, nó mới đang là 1632, đúng chưa? Thì mình sẽ phải tách ra thành 6321 và 6323 để nó tương ứng với 511 và 5113. Hiểu không? Đấy, thế nên là để mà tách được cái giá vốn này thì mình phải đặt con chuột vào tài khoản 632 này. Sau đó nhấn vào chữ thêm. Ở đây mình sẽ tích là 6321 giá vốn hàng bán, hiểu chưa? Nó sẽ tương ứng với 5111 doanh thu bán hàng đấy. Nhấn cất vào thêm này. Đấy, tương tự tiếp sẽ là 6323 giá vốn dịch vụ ở đây. Đánh cho mình đi. Rồi, sau đó mình nhấn cất. Và 632 này sau này nó sẽ được kết chuyển sang 911, đúng không? Sau đó mình sẽ vào danh mục này. Tài khoản kết chuyển. Bạn nhìn thấy mẫu của họ làm chưa? Thấy không? Đấy, lúc này mình nhấn thêm này. Kết chuyển từ 6321 sang 911. Đây, 6321 kết chuyển đến 911. 632 này thì nó sẽ không có số dư, do đó sẽ bên kết chuyển nó sẽ là 2 bên, tức là hết cuối kỳ không có số dư. Diễn giải đây bạn ghi cho mình là kết chuyển giá vốn hàng bán. Ghi đi. Đánh vào. Cất vào thêm. Rồi, thêm đi. Tiếp là 6323 /911. Rồi. Kết chuyển từ 6323 sang kết chuyển đến 911. 911. Đánh luôn nó vào. Rồi, cũng bên kết chuyển là 2 bên và diễn giải mình ghi là kết chuyển giá vốn dịch vụ. Giá vốn dịch vụ. Sau đó nhấn cất. Rồi. Đấy. Thì sau này mình mới biết được là doanh thu từng này và giá vốn là từng này thì nó đang lãi hay là nó đang lỗ, hiểu không? Nếu như mình đối chiếu giữa 51111 và 6321, 5111 mà nó đang nhỏ hơn 6321 là mình phải xem lại. Hiểu chưa? Còn nếu như nó lớn hơn, doanh thu mà lớn hơn giá vốn thì là ok, hiểu không? Nhưng mà doanh thu mà nhỏ hơn giá vốn là mình phải xem lại, bởi vì sau này thuế sẽ hỏi bạn cái vấn đề đấy. Và khi thuế người ta xem ấy, lúc sau này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách nhìn cái báo cáo ấy, để bạn biết được là nó bạn làm như thế nó đã hợp lý hay chưa, nó đúng hay nó sai, hiểu không? Đấy. Thế còn hôm nay thì cơ bản là như thế thôi.